Chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phượt 27 Channel. Đối với những anh em nào mới tập sử dụng nón full face thì không nên bỏ qua clip này nhé. Còn nếu anh em mà đã sử dụng những cái dòng full face rồi thì có thể xem video clip này kèm view cho mình nhé. Và bây giờ xin mời. Ok, cái nón full face mình muốn giới thiệu với anh em có thương hiệu đến từ Asia nha anh em. Nếu mình nói tiếng Việt là Á Châu thì công ty Á Châu thì anh em có thể biết rất là nhiều, khá là phổ biến trên những cái dòng như là 1/2 nè, 3/4 ha. Nhiều nhất là trên 1/2 ha. Hoặc phân khúc 1/2 và 3/4 thì họ có sản xuất thêm một cái dòng là full face nha anh em ha. Đây là một dòng khá là bán chạy. Khi mà anh em nào mới sử dụng cái full face lần đầu tiên á, anh em mang những dòng như là hàng nhập khẩu thì nó sẽ khá là ôm chặt và nó có làm anh em khá là ngợp ha. Thì cái mẫu này chính là cái giải pháp đầu tiên cho anh em nha. Rồi ok, cái mẫu full face này nó có cái mã là MT136 nha anh em ha. Rồi ok, anh em có thể xem qua một vòng về cái form của em nó nha. Rồi thì mỗi MT136 ASA này có form dáng rất là nhỏ gọn nha anh em, phải nói là mình đánh giá là nhỏ gọn nhất trong cái dòng full face hiện tại nha. Đây. Rồi về phần chất liệu thì cái MT136 này sẽ làm bằng là vỏ là bằng nhựa ABS nguyên sinh nha anh em. Và phía trong vẫn là cái mút chống xung động á, ABS. Phía trong nữa là cái điểm lót để tiếp xúc cái da mặt của mình nha. Rồi về phần ngoại hình thì anh em có thể thấy cái kiểu nón này nó nhỏ gọn và nó mang dáng vấp thì một chút nào đó thể thao nha anh em ha. Rồi thì phía trước anh em có thể thấy là dòng thương hiệu Asia này, Asia Á Châu, hàng chính hãng nha anh em. Phía trước thì anh em có thể thấy hai cái hốc gió ha. Rồi hai con gió này anh em bật mở khá là dễ ha, chỉ cần một nút bấm thôi ha. Dòng ngón tay này anh em có thể thấy đây đó, em bấm phía dưới là nó sẽ bật cái hốc gió lên, rồi anh em bấm ngược trở lại là nó sẽ đóng hốc gió lại ha. Về hốc gió thì mình có thấy cái lỗ khá là to ha, lỗ đón gió lấy gió vô khá là to. Rồi phía sau đích của cái dòng nón MT36 này anh em có thể thấy hai cái hốc để đẩy cái gió ra nha. Rồi phía sau thì cái nón này được đạt chuẩn là qua test của Việt Nam nha anh em. Rồi kế phía trước thì anh em có thể thấy cái hốc gió mũi nè ha. Thì anh em đi nếu mà gặp trường hợp như là anh em thở nó bị động xương này nọ thì anh em nên bật cái hốc mũi lên ha, gió mũi lên. Rồi về phần kính chắn gió thì kính chắn gió này bên hãng thường là họ sẽ sản xuất là toàn bộ là kính khói nha anh em. Hiện tại là mình thấy là toàn kính khói mà thôi ha. Vì kính khói anh em có thể đi ngày đêm đều được nha, đi ngày lẫn đêm luôn. Còn kính gương thì anh em không thể đi buổi tối được nha. Rồi chất liệu làm nên kính này là thường vẫn là chất liệu polycarbonate nha anh em. Thì chất liệu của nó thì nó sẽ hạn chế chảy xước nè, rất là khó bị gãy vỡ nha. Rồi đây thì mình thấy là bên hãng để là chống tiêu UV, chống bám bụi và chống chảy xước. Thì cái này thì mình đoán là cái nhựa này nó sẽ hạn chế chảy xước thôi ha. Rồi ok. Thì kính chắn gió thì anh em có thể thấy là bên trái thì họ sẽ làm một cái G ha. Cái G thì đối với anh em nào mà thuận tay bên trái á, thì gạt lại xuống cho nó dễ. Nhưng mà thường là mình chạy xe mình gạt bên tay trái không à. Tay phải thì mình sẽ bấm tay ga mình chặn ga thôi. Rồi về phần giờ mình mở ra thì anh em có thể thấy là cái hốc mũi nè, cái chắn gió mũi, chắn hơi thở á, nó khá là to cho nên là anh em đi cái dòng này nó sẽ hạn chế khá là nhiều cái hơi thở của mình thở lên làm ố kính nha. Rồi ok, về phần điểm lót thì điểm lót mình một lát mình sẽ mang vô thử mình cảm nhận thử ha. Về phần điểm lót thì cái nón này không thể nào mà tháo lót được nha anh em. Thì cái phần vệ sinh này, cái đối với những cái nón mà không tháo lót được thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em thế này nha, là anh em sẽ lấy cái màng chạy đánh răng á. Đánh răng thì anh em sẽ sử dụng xà bông anh em chà lên ha, chà lên, hoặc xong thì anh em sẽ xịt nước lên, xịt nước dưới đây và bóp xong rồi treo lên phơi nắng khoảng nửa tiếng là khô nha anh em. Rồi ok,
Đó là phần cái mình chỉ cách vệ sinh mà khi mà cái lòng nón của anh em không có tháo lót được, hoặc là cái nón của anh em tháo lót được nhưng anh em làm biến anh em chơi luôn kiểu mình luôn cũng được luôn ha. Rồi phần khóa thì mình hẹn sử dụng khóa lẫy nha anh em ha. Rồi đây anh có ở đây có một cái khóa nè, một cái móc D-ring này, không phải, cái này là móc chữ D, móc khóa chữ D này anh em có thể máng vô chiếc xe để hạn chế cái việc mà trộm cắp, hoặc là anh em có thể máng treo lên cái móc quá ở nhà. Rồi bây giờ mình sẽ mang cảm nhận thử xem cái nón mà T136 này nó sẽ như thế nào nha anh em. Về phần size á, cái nón này chỉ có một size thôi nha anh em. Size trung bình của người Việt Nam là size XL ha. Rồi mình tháo kính cho mình mang vô thử nha. Rồi cái cảm nhận của mình khi mang vô thì cái nón này nó không có bóp chặt như cái khuôn mặt của mình ha, bởi vì mình là mang size L nha anh em. Cái nón này là size XL nè ha. XL thì nó hơi rộng so với mình đó. Đây, mình sẽ xoay một vòng cho anh em xem ha. Nói chung là cái nón này nó rất là nhỏ gọn nha anh em. Nón này anh em đi phố ok luôn á. Nó rất là nhẹ, mình mang vô cảm giác như là mình mang một phần, không, mình mang 3/4 chứ không 1/2/2 thì nó nhẹ quá. Cảm giác như là mình mang 3/4 luôn á. 3/4 mà vẫn có gắn kính thêm ha. Rồi, nó rất là nhẹ nha anh em. Rồi về phần tầm nhìn thì mình để coi mình mang cái kính này vô xem được không nha. Rồi, ok, mang kính vô Vivo nha anh em. Thì mình mang cái nón nó hơi rộng á, cho nên là mang kính vô nó rất là dễ. Về phần tầm nhìn thì mình cảm giác mình thấy nó không có bị cấn, nó không bị khó chịu cái chỗ nào khi mắt mình ánh nhìn mình nhìn á, nó không bị khó chịu nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gập kính lên xuống xem cái cảm giác bật kính chắn gió ngoài lên xuống xem nó như thế nào nha anh em. Rồi ok, giờ mình sẽ bật thử nha. À, về cảm giác bật kính thì nó rất là nhẹ nha anh em. Thì cái dòng nón này anh em đi phố hoặc đi xa đều ok nè. Là mình thấy cảm giác là nó có một nè, nó chỉ có khoảng một nắp nha anh em. Hai nắp lên hết thì xuống hết thì mình không tính, nó chỉ có thêm một mắt ở giữa nữa nè. Đây, tới đây là hết nè, mà mắt giữa xuống đây là hết luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra và mình cân thử xem cái trọng lượng của cái nón là bao nhiêu gram nha anh em. Hay quên tháo cái kính ra nữa. Rồi ok, anh em có thể thấy là trọng lượng mình cân cái nón MT16 lên là trọng lượng nó khá là nhẹ nha anh em. Đạt khoảng là 1050g nha, mình làm chẳng 1050g nha. Rồi ok, về phần giá bán thì cái nón MT36 của Asia này thì bên mình bán là 580 nha anh em. Nếu anh em biết là 580 thì bên mình sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái khăn chùm ninja, hoặc là nếu anh em không có lấy khăn chùm thì mình sẽ tặng cho anh em một cái ưu đãi riêng ha. Đãi riêng thì anh em đến shop anh em sẽ biết nha. Rồi ok, cái nữa về phần màu sắc, vì màu sắc của cái dòng nón MT136 này nó rất là nhiều màu sắc nha anh em. Thì mỗi đợt nó sẽ có, bên hãng sẽ sản xuất rất là nhiều cái màu tem khác nhau ha. Đợt này qua là những cái màu tem khác nó không còn về nữa nha anh em. Cho nên là nếu anh em muốn đặt hàng thì anh em có thể chat qua fanpage bên mình á, bên mình sẽ gửi cho anh em những cái màu tem còn hàng nha anh em. Chớ nhiều đợt là mỗi đợt là cái tem nó khác nhau hết trơn à. Cho nên anh em xem trên video clip này, hoặc là anh em xem khoảng 3-4 tháng sau á, thì cái mấy màu này không còn đâu nha anh em ha. Cho nên chat với anh bay thì nó sẽ có cái màu tem chính xác hơn. Được cho anh em. Phần ship hàng thì anh em yên tâm nha. Thì bên mình sẽ chịu free ship luôn cho anh em, là cái nón này anh em sẽ được free ship trên toàn quốc ha. Rồi ok, đó là những đánh giá chi tiết của mình về mẫu MT136 của ASEAN nha anh em. Nếu anh em nào có thắc mắc gì có thể để comment ngay bên dưới phần mô tả của video clip này nhé. Và bây giờ đừng quên là cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.